Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Quân Hip TV. Các bạn ơi, hôm nay Quân Hip lại tiếp tục review game, trong đó kể về một câu chuyện của một quả bóng có đánh dấu chữ B các bạn ạ. Và các bạn đừng quên cho Quân Hip một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Quân Hip nha. Nào, chúng ta đi vào game thôi. Bắt đầu câu chuyện với chữ B các bạn ạ. Có một chữ B, đấy, màu đỏ rồi. Rồi đang lăn ở trên đường và gặp một chữ B khác các bạn ơi, dính vào nhau rồi đến chữ F, rồi chữ F các bạn ạ, rồi đến chữ G. Rồi cứ gặp quả bóng nào cùng màu thì họ sẽ dính vào nhau, còn không cùng màu thì sẽ đẩy ra ngoài và gặp chướng ngại vật nhô nhô lên là sẽ bị trừ đi một quả bóng khác các bạn. Đó, đó, quả bóng dần dần bé đi rồi về đích với chữ E thì quả bóng này sẽ lăn đến chữ E các bạn nha. Rồi ok. Rồi tiếp tục câu chuyện chữ C. Nào câu chuyện chữ C nào, vẫn như thế các bạn. Rồi tiếp tục đó, nếu mà cùng màu thì sẽ dính nhau và khác màu thì sẽ đẩy nhau các bạn ạ. Đó, đẩy nhau này. Rồi lăn rất là tích cực lăn các bạn, lăn ở trên đường. Rồi lăn đi rất là từ tốn và nhẹ nhàng. Rồi nhưng ở chỗ này không có quả bóng nào cùng màu nên quả bóng màu xanh này sẽ đẩy hết ra ngoài nha. Đấy, khác màu thì sẽ đẩy ra ngoài này các bạn. Rồi ok. Đấy. Yo. Nằn. Và về đích với chữ F các bạn ạ. Rồi quả bóng này sẽ lăn đến chữ F. Rồi bây giờ là câu chuyện chữ D các bạn ơi. Rồi chữ D. Đấy màu tím này. Đó rồi chuyển màu. Không có màu nào giống nhau thì sẽ đẩy. Nào lăn tiếp tục lăn. Lăn rất là nhẹ nhàng. Rồi lăn. Lăn đi nào, lăn đều nào, đang lăn ở trên đường các bạn ạ. Rồi. Ô, bị rơi xuống cái hố giữa đường các bạn ạ. Đó là chướng ngại vật, chúng ta phải tránh ra nha các bạn nha. Rồi, sau khi rơi xuống chướng ngại vật thì trở lại về vạch xuất phát các bạn ạ. Bắt đầu lại đi từ đầu. Rồi, lăn, rồi, đó. Quả bóng dần dần rất là to luôn các bạn. Không cùng màu sẽ đẩy ra ngoài. Rồi, đấy, cùng màu sẽ ăn vào và to dần ra. Nào, rồi, đi, đó, né. Rồi, to quá các bạn ơi. Đấy, chữ ngại vật các bạn ơi. Cuối cùng là về chữ gì đây? Chữ gì? Chữ S các bạn ạ, rất là xa luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ bắt đầu là chữ E các bạn ơi. Rồi, nên nào, beng, đấy. Chữ H này, rồi chữ Y này, đấy. Ôi, thôi đã rơi xuống chướng ngại vật rồi các bạn ơi. Rồi lại trở về vạch xuất phát các bạn ạ. Let's go. Rồi đi. Đấy. Ăn cùng màu thì nó sẽ to quả bóng ra các bạn ạ. Ấy sao lại đúng rồi. Rồi mày quá, tí nữa thì rơi xuống vực, rơi xuống biển các bạn ạ. Rồi nè. Ôi, nhưng không sao. Đó đây, cùng màu này, cùng màu. Rồi, cùng màu luôn. Khác màu. Khác màu sẽ đẩy đi. Đẩy. Đâu. Cùng màu đâu. Chữ gì đây các bạn ơi? Cuối cùng về chữ gì đây? Chữ M các bạn ạ. Rồi, tiếp tục câu chuyện với chữ F các bạn ơi. Vẫn như là câu chuyện ABC các bạn ạ. Đấy, vẫn như thế, cùng màu thì sẽ ăn mà khác màu thì sẽ đẩy các bạn nha. Và trước mặt cũng có rất là nhiều chướng ngại vật rồi. Đó, đi nào. Rồi, phải né chướng ngại vật ra. Thôi, bị dính chướng ngại vật rồi các bạn ạ. Rồi, bây giờ là chữ E này các bạn ơi. Không có chữ E nào trên đường để mà ăn. Chữ E không có cái gì để ăn nên là bé quá, nên là không qua được cầu, rơi xuống biển rồi các bạn ạ. Lại bắt đầu phải xuất phát bằng chữ F. Tạo, em. Đôi rồi, H Y nè, đó, lần này là quả bóng nó to hơn thì nó sẽ đi được ở trên cầu các bạn ạ. Rồi, nào, lại vượt chướng ngại vật, tên lại bị trừ mất một quả bóng. Rồi, đâu, cùng màu này, đó, cùng màu thì ăn càng ngày càng to luôn các bạn ạ. Rồi, ok, đây, này, tưng, chữ gì đây các bạn ơi? Về đích là chữ L các bạn ạ. Rồi tiếp tục nào, tiếp tục với câu chuyện chữ F cũng như thế đi. Đấy, rồi cũng lăn như thế và vượt chướng ngại vật sang bên trái rồi sang bên phải để mà lé chướng ngại vật ra các bạn ạ. Rồi
lần này là chữ U to quá các bạn ạ. U u quả bóng to quá các bạn ạ. Đấy, 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 đấy. U u u u. Wow, to các bạn ơi, to quá, to quá. Ôi, về đến đích là chữ gì đây, chữ gì đây? Chữ T các bạn ạ. Rồi, khá hơn đợt trước rồi. Rồi, tiếp tục đi nào các bạn ơi. Tiếp tục vẫn là chữ F đầu tiên. Rồi, ô, lần ấy thôi, mất một quả bóng rồi các bạn ơi. Rồi, lần này là chữ G này. Rồi, chữ G vẫn to, vẫn có thể vượt chữ ngại vật và gặp chữ Y, đợi chữ Y. Rồi, đợi, ăn chữ K nào. Bây giờ là chữ N nào, chữ N. Ok ok, ăn chữ N, ăn chữ M. Ăn nhiều quá các bạn ơi. Rồi, cuối cùng về đích là chữ gì? Yo, yo. Về đích là chữ Q các bạn ạ. Ok. Neko, lần này là chữ G các bạn ơi. Rồi, chữ G, đi ăn nào. Rồi, rồi, vào, đi, sai trái, sai trái. Ăn chữ Y, đợi, đợi chữ K, đợi chữ nào. Đợi, 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 lại về chữ G rồi các bạn ơi. Nào, nào. Đấy, đấy, không có chữ G nào. Không có chữ G nào. Đẩy hết, đẩy, không phải. Rồi, rồi, rồi. Có rất là nhiều quả bóng to nhưng mà không ăn được các bạn. Không có chữ G để mà ăn các bạn. Toàn chữ gì ạ? H, chữ X nè, chữ Y nè, các bạn ơi. Rồi, về đích với chữ G các bạn ạ. Thật là đáng buồn. Ok, tiếp tục nào. Neko, Neko, ăn chữ G nào. Chữ G nè, đấy, chữ H nè, chữ Y nè, chữ G nè, chữ K, chữ M nè. Rồi, rồi, sao cái này, sao cái này, ăn chữ nào. Rồi, rồi, đẩy, đẩy, rồi, ăn nào, ăn chữ. Bây giờ là chữ P các bạn ạ, không có chữ nào. Đẩy, thôi, đẩy, 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 đẩy những chữ không cùng nhau. Rồi, nạng nách, đánh võng các kiểu để mà đẩy mấy cái quả bóng khác sang các bạn ạ. Rồi, cuối cùng về là chữ gì đây? Chữ N các bạn ạ. Ok, tiếp tục đi nào. Neko, Neko, nen, nen, nen. Rồi, đấy, đen, 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 ăn, ăn, rồi, chữ gì, chữ, ăn, 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 bên này, bên này, bên này, bên này, đúng rồi, đấy, 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 những chữ không, không cùng máu ra, rồi, mày quá, không, không rơi xuống biển các bạn ạ, chữ gì, không cùng máu, đấy đi, đấy đi, ấy, chứ rồi, không có máu nào để ăn rồi, nào, nào, đấy hết mấy quả bóng này ra, đấy, 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 rồi, quả này cũng đẩy ra, nào, đẩy, rồi, rơi xuống biển đi, rồi, rồi. Không có quả bóng nào để ăn các bạn ạ. Về đích với chữ G các bạn ạ. Ok, lần này là chữ H này các bạn ơi. Nào, đẩy, chữ H này, chữ Y, rồi, rồi, rồi. Nào, cùng màu này, cùng màu, đấy, cùng màu, đấy, không cùng màu. Ơi, ui, ui, mày quá, tí nữa thì rơi xuống cái hố này các bạn ơi. Tí nữa thì rơi xuống cái hố ở giữa đường này. Năn nào, năn, tích cực năn nào, đi. B nào, đây, đây, rồi, sang bên này, rồi. Chữ G này các bạn ơi, chữ F này, chữ T này, không có quả nào cùng màu luôn các bạn ơi. Chữ gì đây, chữ gì đây? Wow, chưa về, gần về đến đích các bạn ạ, gần hết chữ số luôn. Yeah, các bạn ơi, vừa rồi Quân Hít đã điều khiển một quả bóng đi thu thập những quả bóng cùng màu hoặc là cùng chữ các bạn ạ. Và video của Quân Hít đến đây thì tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.